cô bác ơi. Hiện tại thì bây giờ là xem là mấy giờ đây ạ? Hiện tại bây giờ là 12 giờ 13 phút. Thế mọi người bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi để mà ăn cơm ạ. Trưa nay mình đi rửa tay ở đâu? Ở dưới này á? Ở đây có mỗi nguồn nước này thôi à? Trưa nay đi ăn cơm ở đâu? Trưa nay đi ăn cơm ở đâu? Hả? Cái chỗ chăn này á? Thế không mang đồ xuống à? À, bây giờ mang á. Thế anh Thành mang đồ xuống nhá. À, ở đây á? Ôi, cái này là vỏ thuốc chứ cỏ à? Sao mình để đây nhìn nguy hiểm thế? Mình có uống nước này không Sử? Có uống nước này á? Nếu mình uống nước này thì những cái túi bóng này, những cái chai này mình đừng để đây. Kiếm cái gì đậy vào đây nó mới sạch. Nguy hiểm lắm ý. Không vệ sinh đâu. Chị uống hết rồi à? Thì mình uống đây thì mình phải đậy vào. Phải bảo người lớn đậy hết vào. Uống cái thuốc trừ sâu này mai sau này còn biết vô sinh đấy. Không đẻ con đấy. Con trai thì vô sinh, con gái không đẻ đấy. Này thì rửa tay chân thì được. Bây giờ con da kiểu như không phát triển toàn diện đi. Chính ra nguồn này sạch ấy chứ nhỉ. Nhưng mình không được vứt túi bóng như này. Túi bóng là những cái vỏ này mình cho gọn vào thì còn sạch. À lấy cái vỏ chai kia đục kia để chấn răng nữa à? Đấy. Sao không lấy chai nước cam hoặc là nước lọc ấy nhỉ? Người em bẩn đây vẫn uống. Đấy, nước sạch đi à. Sửa nước sạch. Chị nói thật đấy, mình như này là không vệ sinh đâu. Đừng vứt túi bóng vào đây. Không à, không tốt cho sức khỏe tí nào đâu đấy. Người mông làm á? Người mông làm thì mình ghi cái biển vào đây nhỉ? Ghi biển đây, cấm được vứt rác ở đây. Ai bắt, ai vứt đây phạt. Thế là cái nguồn nước này mọi người làm xung quanh ở đây đều là sử dụng hết à? Kìa, có xem kìa, một đống thuốc trừ sâu như kìa. Ôi dồi. Ôi, ngay cái nguồn nước thế. Này nguồn nước là chỗ này vứt gần quá. À chưa. À đây thằng heo giấu chai nước ở đây. Toàn thuốc trừ cỏ kìa. Này. Thuốc trừ cỏ ấy. Đây. Cô bảo gì ấy? Cô bảo là vẫn uống được. Ôi ôi, vẫn uống được không sao á? Cháu chết khát, cháu không dám uống đâu. Đi về thôi. Đi về uống cho đảm bảo, đi về lấy. Kia thì nó còn chả dính cái gì thì còn ăn được. Và tao mới hỏi. Châu đi qua này.
Châu không sợ bằng thuốc sâu. Thuốc sâu, thuốc trừ cỏ. Đúng rồi. Không vứt dưới kia đi, nhà ra vứt đem gì. Thì mình phải bảo người mong chứ. Đừng có để gần nước như này. Tiếng Hà Nhì không biết đâu gọi là gì. Nói như nào? Mà xì nha. Đúng chưa? Mà xì nha. Mà xì nha. Phải không Sử? Phải. Mà xì nha. À mà xì nha là không biết đâu. Ở đây các bạn gái thì bạn nào cũng trắng nha. Bạn trai thì bạn nào cũng đen. Mũ nó thì không đội. Quần áo không cơ mà. Quần áo không thôi. Quần áo không thì dân tộc mình có đất không? Kiểu bộ quần áo chưa đính bạc ấy. Chưa tính bạc cơ, quần áo không thôi. Là tầm bao nhiêu? Tầm bao nhiêu hả Sứ? 3,5 triệu á? Là chưa có cái gì hết à? Cho một quần áo không thôi. Vải. Hôm nào phải xem mới được. Mình chưa nhìn thấy với ngoài đời bao giờ. Nhìn thấy trên ảnh thì thấy rồi, xem rồi. Chưa được sờ bao giờ. Cái làm đũa. Cả bó luôn. Cái đang thành đâu? Đây cái cây cái lá chít đây. Ở đây làm gì có cây chít đâu. Thế lấy cái xanh xanh này còn ngon hơn. Đây mà. À mùi á. Mùi thuốc. Mùi của cây đấy. Thôi lắm à. Em có biết ăn cây ngải cứu không? Có ạ. Như này. Nó cũng mùi như này mà, có thối đâu. Cũng mùi như này mà. Đúng không? Khác một tí à? Nó với trứng. À đúng rồi. Vậy ở trên này hiếm chuối nhỉ? Không trồng được chuối. Trên này có mận không? Có, cây mận thì có mà. Nhưng mà chẳng biết không mà. À, mọi người có ăn xoài không? Sử, có ăn xoài không? Trên này có xoài không? Không. Không à? Hiếm xoài lắm à? Thế á? Nhà mình nhiều lắm nha anh Thành nhỉ? Hôm nào mang lên cho mọi người mấy quả vậy? Hôm nào chín á, bây giờ chưa chín đâu. Bây giờ ăn xanh ngon mà. Ăn xanh rồi chua lắm. Mấy đấy, ngồi luôn đây đi này. Hôm nay có cả mì tôm nhưng không có nấu rồi, tí ăn mì tôm sống cũng được, ai thích ăn ý. Thấy cái nước kia không đảm bảo, không dám nấu rồi. Nguồn gốc của nó ở đâu, ở nước ý? Ở chỗ này à hay ở tận trên kia? Ở chỗ này thôi à? Ăn đấy mới đảm bảo. Phải từ ăn từ trên đấy cơ. Còn muốn phải sạch là không được bỏ cái gì vào đây, không được vứt rác vào đây mới sạch được. Ừ.
Mà già là cái gì đấy? Là không có. À mà già là không có. Sử cứ ngồi ở đây đi. Ngồi xích sang bên này này. Bên này là chật quá. Sử, Chí à? Chí sang bên kia ngồi. Không cần dài, ngồi kiểu như mọi người nào. Đây. Hai chị cũng ngồi vào đi ạ. À, mọi người ngồi đi. Lại cười cái gì rồi? Cái nhóm cơm đấy. Thế bây giờ đến giờ ăn cơm rồi, mời các cô các bác ăn cơm cùng với lại chúng em với lại các cô các bác ở trên này ạ. Úi giời, con về. Hôm nay thì vợ chồng em gói là cũng có mang theo cơm ở nhà đi, cũng gói bằng lá chuối. Ăn kẹo nha. Đây. Thì mời mọi người dùng nhỉ? Phu ca trà, đúng không? Phu ca trà là ăn cơm. Phu ca trà. Các bạn nhỏ này không, các bạn nhỏ này không mời à? Không mời người lớn à? Đấy, hôm nay mình ra nhà có bạn. Ăn đi à? Ăn đi. Đưa mềm quá. Đưa của anh Thành á? Tại cơm cứng quá, cơm dẻo quá. Cơm ở đây thì cứ mua nhà là sẽ là một nắm cơm, một nắm rau đi. Ăn lá này là ăn xong là quẳng lá đi luôn, không phải rửa bát. Này, Sứ này. Cái gì nhỉ? Ăn cá khô gọi là gì? Ăn cho nhanh lớn. Hả? Răng ngà xà. Răng ngà xà. Cứ gõ đi. Mình sẽ mãi đi. Giặc khô đấy, bị đâu mà bỏ. Cứ cười rồi chịu rồi, mới cười gì? Đây là em trai của Bi à? Giống nhau. Giống.
Kia trong túi mì tôm kia cũng là đậu à? Cái kia là đậu phụ thối. Vậy còn cái này là đậu gì? Đây là khoai tây chiên à? Thế mà bảo nãy bảo là ớt. Thế vậy ớt là ở đâu? Ớt đây. À ôi. Thế chị gắp quả nào. Không có ớt là ăn cơm không ngon. Cay không? Không ngon đấy nhỉ, hơi cay cay một tí thôi. Còn đây là thịt xào đậu à? Đậu khô. Còn kia cũng đậu khô luôn à? Có giả dưới gì khô khô. Dài là. Không hiểu đâu, không biết đâu. Cái này rau này toàn nhà mình trồng hết ạ? À? Rau sạch đấy nhỉ? Ăn cơm no gọi là gì? Giá đê. Giá đê à? Mà giá đê thì mới chả xét rau. Ồ, chả no lắm rồi. Vâng, vâng, chả biết nè. Cơm ấy. Thế cái này là loại khoai tây bé á. Còn loại to kia phải chờ đến to mới ăn được. Còn cái này như này là ăn được rồi. Xử no rồi á? Nhanh thế. Bà cười sặc cả cơm mà. Gió thổi á? Gió thổi á? Con chăn trâu nó bẻ thôi, gió sao thổi được. Bay đây anh ạ, gió trên này to lắm. Đây không có suối tắm à? Làm gì có suối, nước ăn không có. Thế là ăn cơm xong là chơi một tí đi làm luôn. À, 2 giờ đi. Thế phải ngủ được một giấc rồi. Đây mì tôm này có ăn không? Không được. Không được. Không được. Không được. Ở đây mà mùa mưa chắc là mưa suốt ngày thôi á. Nếu mà mưa ấy, mưa sao sương mù lắm nhỉ? Ở đây. Mùa đông ấy nhỉ? Xong rồi ở đây có tuyết rơi không? Có.
Có à? Xanh chua lắm đấy xoài ấy. Ừ, các em mày đi học có ăn xoài dầm suốt để chấm ớt đấy. Chắc Tân đi vặn trộm thế. Nhưng ở trên này lại không trồng được xoài nhỉ? Tại vì lạnh mát, không trồng được đâu. Xoài phải ở những cái nơi nắng nóng. Cái này mùa hè mà cũng gần giống kiểu mùa đông này, sao trồng được. Hôm nay vội đi quá, hôm nay đi sớm. Cũng không biết là mọi người ăn xoài thì ăn xoài ấy. Với không biết là trên này là có hay không có. Tại vì mình cũng không để ý. Trên này mận thì có đấy. Đào mát này. Mận đào là nhiều nhỉ. Sao quả đào trên này cứng thế nhỉ? Nó chưa chín thì chả cứng. Nó xanh xanh ấy. Cắn không được rồi. Chưa chín, chưa phải mùa. Cái súp của bà cái đầy kia. Chưa phải súp à? Không ạ. Là phụ thối à? Vâng. Còn một gói nữa mà để tí chấm mận ăn. À, có hai quả à? Lấy dao bố không? Anh có dao này mà. Lấy dao không? Này, có luôn dao nhá. Thấy con một tí đúng không? Còn nhiều tí lắm, không phải là một tí à? Mới làm xong một nửa. Xoài mua ở đâu? Phía. Nhà Phía có cây xoài à? Bà có á? Mua ở chợ á? Ở Trịnh Tường á? Hello. Dao sắc ấy nhá, mờ nhá. Người cái sẽ má bị giả. Tay đấy. Mẹ tao giả phí dư đề. Hey. Phí giả quá sư. Bảo, ngay sẽ má bị giả. Phí thật quá nhé. Mà giả mô chứ má bị. Này bây giờ thì ăn cơm với lại nghỉ ngơi xong rồi. Này các bạn sẽ nhặt rác và thu dọn những cái chỗ này. Đây. Túi bóng này, chai nhựa này. Để hết vào một chỗ để mà đốt. Nguồn nước á? Có gói gì đây? Thuốc gì đây? Thuốc sâu à? Thuốc trừ cỏ. Thuốc trừ cỏ à? Trừ cỏ ngô. Trừ cỏ ngô nhặt hết đi. Bây giờ ấy. Đấy nhá, cấm vứt trừ sâu trừ cỏ ở đây. Vứt rác, tao lại vứt rác. Đây. Cái đấy thì đặt hòn đá vào. Cho hòn đá vào đấy. Mà ngu thế nào mẹ sư bố hề. Đây mà. Cái đấy cũng như mơ hoa. Cái đấy là cho chảy nước ra một chỗ khác. Thế á? Ra chỗ khác á? Mẹ mông nó chiến nước của em. Thế vậy thôi mình không tháo nước của họ ấy. Vậy cái đấy chắc để đấy lâu chắc không sao. Để của họ nữa. Tí nước lại không về họ lại nói cho. Đấy, toàn là gói thuốc trừ cỏ trừ sâu. Đấy, mình đốt ở gần đây cho mọi người biết là thấy chắc không vứt nữa đâu. Kẹp vào, sao cắm cái que vào? Không có bút đẹp viết thì lấy than viết vào. Cấm vứt rác. Này, trưa nay thì
Mọi người ăn cơm ở đây thì các cô đều cũng bỏ hết túi bóng đi rồi đấy ạ. Này chỗ này là không có tí túi bóng nào. Đấy, một đống chưa? Đấy, nhặt đi có thấy sạch hơn không? Hả? Đấy. Mỗi người một tay nhanh không? Không khô à? Trong rừng này không có củi khô đâu á. Không phải đâu, hay là nó chưa khô? Giờ phải có tí xăng vào cơ, cháy ngay. Lúc đầu thì cứ tưởng là rác không cháy, may quá là bây giờ cháy rồi đây ạ. Vâng. Thế này là cái gói kia ở ngay rãnh luôn à? Ừ, ở trong rãnh nước luôn. Vâng. Thế mà sáng nay mọi người vẫn múc uống. Đây, vâng, xử vào nước sạch. Thấy xung quanh đây mọi người cũng đầy uống. Hầu như là mọi người xung quanh đây làm nương đây đều uống cái nguồn này hay sao ý. Thế thôi, hy vọng là lần này là có cái chỗ kia để mà đốt ý. Thì mình đốt sau đó thì cái vết đốt nó vẫn còn ý. Hy vọng một lần sau là bà con ở đây mọi người cũng tự giác để gọn một chỗ, sau đó thì đốt cho nó sạch đi. Đây. Về ăn đây này. Hả? Ở đây á? Họ lấy cái chai trừ cỏ, thuốc trừ cỏ làm cái chăn rác luôn. À, họ lấy nước ăn á? Ừ. À, ôi ô. Rồi bây giờ thì em gói cũng xin phép là kết thúc video này tại đây thôi ạ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Cói La Linh.